Clip này mình tự tin quay với mặt mộc của mình nha mọi người. Đây là Maru Chocolate, đây là một cái hãng sô-cô-la rất là nổi tiếng luôn và được lấy từ cacao của các vùng đặc trưng của Việt Nam, ví dụ là Bến Tre hoặc là Buôn Mê Thuột vân vân, Đà Lạt không nhớ, mình không nhớ rõ lắm. Chỉ có sản phẩm ở đây là đang chạy campaign theo Halloween thôi. Và mình đã order được một ly signature của Maison Maru Việt Nam. Bây giờ mình sẽ uống thử. Trời ơi, phê. Phê lòi luôn á, sô-cô-la đây. Đậm khủng khiếp. Mà nó còn có cái mùi quế cây cây nữa. Số 1 luôn á. Thơm quá. Ngon. Rất ngon. Marshmallow rất ngon. Tất cả nha. Ui trời ơi. Nó mềm á. Trời ơi, đẹp quá. Đẹp. Rồi giờ sao ăn đây? Làm sao mà ăn đây? Ngon. Rất ngon. Ôi bánh mềm quá. Bánh mùi bí đỏ mềm quá, ngon quá. Hơi ngọt. Uống sô-cô-la nóng là ok. Xuất sắc. Ta là lũ quỷ ở tận rừng xanh, ở tận núi cao, ở nguồn suối sâu, chúng ta cùng thương nhau. Như anh em một nhà cùng nhau ta múa ca. Hả?
Hả? High five! High five công việc! High five công việc! Yeah! Trong đêm một bàn chân bước bé xíu lang thang trên đường, ánh mắt buồn mệt nhoài của em rất buồn vì nói chung video này không có một cái thông điệp gì hết, nó chỉ mang tính chất là mua vui mùa Halloween vậy thôi. Chúc mọi người một buổi tối Halloween vui vẻ. Ta biết nhớ like, share và subscribe cho kênh của Củi nha. Bye.